Bấy giờ Ananda thầm nghĩ, nay trời đế thích dùng biện tài của mình mà khen ngợi nói công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế. Đó là nhờ sức oai thần của Như Lai, biết tâm niệm của Ananda, trời đế thích thưa: Thưa Đại Đức, tôi khen ngợi công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đều nhờ sức oai thần của Như Lai. Khi ấy Phật bảo Ananda: Đúng vậy, đúng vậy, trời đế thích khen ngợi công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Ông nên biết đều nhờ thần lực của Như Lai chứ chẳng phải biện tài của vị ấy. Vì sao? Vì công đức thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nhất định chẳng phải công đức mà tất cả thế gian, trời, người, Atula vân vân khen ngợi. Khánh Hỷ nên biết, khi Đại Bồ Tát siêng năng học tư duy, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì tất cả ác ma trong 3.000 đại thiên đều sanh nghi ngờ và nghĩ như vậy: Đại Bồ Tát này đã chứng thật tế trụ vào quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề, hay là hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền diệu pháp luân cứu độ các hữu tình. Lại nữa, này Khánh Hỷ, khi Đại Bồ Tát không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, thì các ác ma rất lo sợ, thân tâm run rẩy đau đớn như trúng mũi tên độc. Lại nữa, này Khánh Hỷ, khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các ác ma đến chỗ vị ấy phát hiện ra nhiều việc sợ hãi. Nào là dao kiếm, thú dữ, rắn độc, lửa dữ, hừng hực phát lên bốn phía, muốn cho Bồ Tát ấy kinh hãi, thối tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sanh tâm thối lui, sự tu hành cho đến loạn tâm, ngăn cản quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì thâm tâm của ác ma ấy mới thỏa mãn. Khi ấy Khánh Hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đều bị ác ma quấy loạn, hay là có vị bị quấy nhiễu hoặc có vị không bị quấy nhiễu? Phật dạy: Khánh Hỷ, chẳng phải các Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng đều bị ác ma quấy loạn, là có vị bị quấy nhiễu, có vị không bị quấy nhiễu? Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu bị các ác ma quấy nhiễu? Những vị Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không bị ác ma quấy nhiễu? Phật dạy: Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát đời trước nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tâm không tin, lại chê bai hủy báng, thì Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu bị ác ma quấy nhiễu. Nếu Đại Bồ Tát đời trước nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà tin hiểu ca ngợi không phỉ báng, thì Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát đời trước nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà nghi ngờ do dự là hữu hay vô, là thật hay không thật, thì Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đền bị ác ma quấy nhiễu. Nếu Đại Bồ Tát đời trước nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này và tâm hoàn toàn không nghi ngờ do dự, tin chắc chắn thật có, thì Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát xa lìa bạn lành, bị các bạn ác khống chế nên không nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, vì do không nghe nên không hiểu rõ nên không thể tu tập, không thể tu tập nên không thể thỉnh hỏi, không thỉnh hỏi nên không thực hành theo lời nói, không thực hành theo lời nói nên không thể chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu liền bị ác ma quấy nhiễu. Nếu Đại Bồ Tát gần gũi bạn lành, không lệ thuộc vào bạn ác, được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, nhờ được nghe nên liền hiểu rõ, do hiểu rõ nên có thể tu tập, nhờ tu tập nên có thể thỉnh hỏi, nhờ thỉnh hỏi nên làm đúng như lời dạy, nhờ làm đúng như lời dạy nên có thể chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, thọ trì khen ngợi pháp không chân chánh vi diệu, thì Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu liền bị ác ma quấy nhiễu. Nếu Đại Bồ Tát gần gũi Bát Nhã Ba La Mật Đa,
không hộ trì, không khen ngợi pháp, không chân chánh vi diệu, thì đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này khánh hỷ, nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, hủy báng chê bai chân diệu pháp, khi ấy ác ma liền nghĩ: Bồ Tát này là bạn của ta, do vị ấy hủy báng chê bai chân diệu pháp, liền có các thiện nam tử vân vân trụ vào Bồ Tát thừa, hủy báng chê bai chân diệu pháp. Nhờ vậy mà lời nguyện của ta sẽ viên mãn. Dù các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân đó giả sử siêng năng tinh tấn tu các pháp lành, nhưng cũng rơi vào địa vị thanh văn độc giác, và cũng làm cho người khác bị rơi như vậy. Thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, liền bị ác ma quấy nhiễu. Nếu đại Bồ Tát gần gũi bát nhã ba la mật đa, khen ngợi tiên thọ chân diệu pháp, cũng làm cho vô lượng thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa khen ngợi tiên thọ chân diệu pháp, do đó mà ác ma sầu khổ lo sợ. Các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân này, giả sử không tinh tấn siêng năng tu các pháp lành, nhất định cũng không làm cho người khác rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác, mà chắc chắn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thì đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này khánh hỷ, đại bồ tát nào khi nghe thuyết kinh bát nhã ba la mật đa thâm sâu nói như vậy, ý nghĩa của bát nhã ba la mật đa sâu xa khó thấy, khó giác ngộ, thì làm sao giảng nói nghe thọ trì đọc tụng tư duy tinh tấn tu học biên chép lưu bố kinh điển này được? Ta còn không thể đắc cội nguồn của nó, huống chi những người trí cạn phước mỏng. Lúc ấy có vô lượng thiện nam tử vân vân trụ vào Bồ Tát thừa, nghe lời nói của người kia như vậy nên tâm sợ hãi, nên thối lui tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên rơi vào địa vị thanh văn hoặc bậc độc giác. Thì đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, liền bị ác ma quấy nhiễu. Nếu đại bồ tát nào khi nghe thuyết kinh bát nhã ba la mật đa thâm sâu liền nói như vậy, bát nhã ba la mật đa này ý nghĩa thâm sâu khó thấy, khó giác ngộ, nếu không giảng nói lắng nghe thọ trì đọc tụng tư duy tinh tấn tu học ghi chép điều bố mà có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì chắc chắn không có điều đó. Khi ấy có vô lượng thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nghe lời nói của vị ấy như vậy, vui mừng khôn xiết, liền thích nghe thọ trì đọc tụng kinh điển bát nhã ba la mật đa thập thâm, hoàn toàn thông hiểu, tư duy đúng lý, tinh tấn tu hành, giảng nói cho người khác, ghi chép điều bố, tổ đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này khánh hỷ, nếu đại bồ tát thì mình có công đức căn lành khinh thường chúng đại bồ tát khác nói như vậy, ta có thể tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, còn các người không thể. Ta có thể an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, còn các người không thể. Ta có thể an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, còn các người không thể. Ta có thể an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, còn các người không thể. Ta có thể tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, còn các người không thể. Ta có thể tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, còn các người không thể. Ta có thể tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, còn các người không thể. Ta có thể tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, còn các người không thể. Ta có thể tu hành tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, còn các người không thể. Ta có thể tu hành cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, còn các người không thể. Ta có thể tu hành Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma địa, còn các người không thể. Ta có thể tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, còn các người không thể. Ta có thể tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, còn các người không thể. Ta có thể tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, còn các người không thể. Ta có thể tu hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ, còn các người không thể. Ta có thể tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, còn các người không thể. Ta có thể tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, còn các người không thể. Ta có thể tu hành thiền quán và chỉ pháp, còn các người không thể.
ta có thể quán thuận nghịch duyên khởi, còn các người không thể. Ta có thể quán sát các pháp tự tướng cộng tướng, còn các người không thể. Ta có thể thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, còn các người không thể. Ta có thể tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, còn các người không thể. Ta có thể tu học quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, còn các người không thể. Bấy giờ ác ma vui mừng nói, Bồ Tát này là bạn bè của ta, luân hồi trong sanh tử, không biết khi nào ra khỏi. Thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, liền bị ác ma quấy nhiễu. Nếu đại Bồ Tát chẳng ỷ mình có công đức căn lành, khinh khi các đại Bồ Tát khác, tuy thường tinh tấn tu các pháp lành nhưng không chấp trước vào tướng của các pháp lành ấy, thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này khái nghĩ, nếu đại Bồ Tát nào tự ỷ tên họ nổi tiếng của mình nên khinh miệt các đại Bồ Tát khác, thường khen đức của mình, chê bai lỗi của người, thật sự không có các hành trạng của tướng đại Bồ Tát bất thối chuyển, mà nói rằng thật có, nên sanh các phiền não, tự khen mình, chê bai người khác. Các người không có tên họ nổi tiếng của một Bồ Tát, chỉ riêng ta là Bồ Tát nổi tiếng, do tăng thượng mạn mà khinh miệt, chê bai các đại Bồ Tát khác. Khi ấy ác ma liền nghĩ, đại Bồ Tát này làm cho quốc độ cung điện của ta đông đảo, càng làm tăng trưởng cho địa ngục bàng danh ngạ quỷ. Khi ấy ác ma giúp đỡ thần lực cho vị ấy, khiến vị ấy oai thế biện tài càng tăng trưởng, do đó có nhiều người tin theo lời nói của vị ấy. Vì nhờ sự giúp đỡ ấy nên giống với bọn ác kiến ấy, đồng với bọn ác kiến rồi theo họ học tà đạo. Học tà đạo rồi, phiền não bừng cháy vì tâm điên đảo nên tạo ra thân khẩu ý nghiệp, tất cả đều chịu lấy quả khổ suy tổn, không thể vui sướng. Do nguyên nhân này mà làm cho địa ngục bàng sanh ngạ quỷ càng tăng trưởng, làm cho quốc độ cung điện của ma sung mãn. Do đó ác ma vui mừng khôn xiết, tự do làm theo ý của mình, thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu bị ác ma quấy nhiễu. Nếu đại Bồ Tát không ỷ mình có tên tuổi hư dối của mình, không khinh miệt các đại Bồ Tát khác tu thiện, đối với các công đức lìa tăng thượng mạn, thường không khen mình cũng không chê người, có thể biết rõ ràng về các việc ác ma, thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này khái nghĩ, nếu đại Bồ Tát cùng với người cầu thanh văn độc giác thường vì báng khinh khi chê bai nhau, khi thấy việc này ác ma liền suy nghĩ, Bồ Tát này đã xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, gần gũi địa ngục bàng sanh ngạ quỷ. Vì sao? Vì khinh khi đấu tranh phỉ báng nhau thì chẳng phải là đạo bồ đề chỉ là đường hiểm ác của địa ngục bàng sanh ngạ quỷ. Sau khi suy nghĩ, ác ma vui mừng làm cho oai thế Bồ Tát này lớn mạnh, khiến cho vô lượng người tăng trưởng thêm nghiệp ác, thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu liền bị ác ma quấy nhiễu. Nếu đại Bồ Tát cùng với người cầu thanh văn độc giác thừa không khinh khi đấu tranh phỉ báng nhau, còn dùng phương tiện giáo hóa dẫn dắt họ hướng đến đại thừa hoặc khuyên họ tu theo pháp lành của mình, thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này khánh hỷ, nếu đại Bồ Tát cùng thiện nam tử vân vân cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề khinh khi đấu tranh phỉ báng với nhau, bấy giờ thấy việc này rồi ác ma liền nghĩ, hai Bồ Tát này đều xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, gần gũi với địa ngục bàng sanh ngạ quỷ. Vì sao? Vì khinh khi đấu tranh phỉ báng nhau đó chẳng phải là đạo bồ đề chỉ là đường hiểm nạn của địa ngục bàng sanh ngạ quỷ. Sau khi nghĩ như vậy, ác ma vui mừng khôn xiết, làm cho hai vị ấy tăng thêm oai thế, khiến cả hai đấu tranh không ngừng. Thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu liền bị ác ma quấy nhiễu. Nếu đại Bồ Tát cùng với thiện nam tử vân vân cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không khinh khi đấu tranh phỉ báng nhau, mà lại dạy bảo cho nhau tu các pháp lành để mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không bị ác ma quấy nhiễu. Lại nữa, này khánh hỷ,
Nếu Đại Bồ Tát chưa được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển, mà đối với Bồ Tát đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển, có tâm tổn hại khinh miệt mắng chửi vì bám Đại Bồ Tát ấy, dù phát sanh bao nhiêu tâm niệm như vậy cũng không được lợi ích, ngược lại bị mất đi bao nhiêu hạnh thù thắng đã từng tu tập, trải qua bao nhiêu kiếp số như vậy tránh xa bạn lành, trở lại chịu bao nhiêu sự trói buộc trong sanh tử. Nếu không xả tâm Đại Bồ Đề, trải qua bao nhiêu kiếp số đội mặc áo giáp thệ nguyện, siêng năng tu thắng hạnh không bao giờ gián đoạn, thì sau đó mới bù đắp lại công đức đã bị thối lui. Khi ấy Khánh Hỷ liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tâm mà Đại Bồ Tát ấy đã tạo ra nên bị tội khổ trong sanh tử, phải trải qua bao nhiêu kiếp số như vậy, nhưng trong thời gian đó cũng có người được ra khỏi. Thắng hại mà Đại Bồ Tát ấy đã bị thối lui cần phải trải qua bao nhiêu kiếp số như vậy, đội mặc áo giáp thệ nguyện, siêng năng tinh tấn không bao giờ gián đoạn, sau đó mới bù đắp lại công đức đã bị thối lui. Trong thời gian đó cũng có người được lợi ích như cũ. Phật dạy: Khánh Hỷ, vì Bồ Tát độc giác thanh văn mà ta nói có người hết tội thì được trở lại đầy đủ phát thiện. Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát chưa được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển, đối với các Bồ Tát đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển, có tâm làm tổn hại đấu tranh khinh khi mắng nhiếc vì báng, do đó không thấy xấu hổ, cứ nghĩ điều ác mãi trong lòng, không như pháp phát lồ sám hối tội lỗi, thì ta nói những hạng người ấy ở trong thời gian ấy không được hết tội lỗi để bù đắp lợi ích lại như cũ, phải bị luân hồi trong sanh tử, trải qua bao nhiêu kiếp số như vậy xa lìa bạn lành, bị các khổ trói buộc. Nếu không xả bỏ tâm Đại Bồ Đề, trải qua bao nhiêu kiếp số như vậy, mang đội áo giáp thệ nguyện, siêng năng tinh tấn tu thắng hạnh không bao giờ gián đoạn, sau đó mới bù đắp lại công đức đã bị thối lui. Nếu Đại